Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm và tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày mai có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.